Nhân xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mấy chị em dân tiếp tục đi trải nghiệm ở thành phố Đà Nẵng, đi chợ đêm Cầu Vồng. Người dân cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng lên xe với mấy chị em dân nha. Đi cả nhà ơi, lên xe đi cả nhà ơi. Đi cho biết chợ. Hello. Ủa ta có hai con rồng để tượng trưng tham quan thôi, đừng lấy con bao, đừng bắt về nha không? Dạ. Tham quan thôi chứ đừng lấy con rồng. Rồi mình đến chợ Cầu Vồng rồi. Mình vô tham quan chợ Cầu Vồng. Ô chợ này ban đêm quá trời đông luôn. Tại em đi với chị ơi. Ủa chị xuống tới chị đi quá trời nhanh rồi kìa. Tại ngồi đầu mà. Sai đâu. Đi nhanh lên chị, nhanh lên. Sai đâu. Wow, chạy quá trời đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn rồi. Nãy chị nói đi tàu không? Em hỏi tàu với sông ở trên tàu. Chị cười quá trời. Quá mà không biết nó mua vé hả chụp đi rồng á, rồng con rồng đó chụp đứng đây nè, chụp cầu lên cái quay cầu rồng đó mình có cầu thang hết kìa. Đúng rồi, sao lớn kìa, mình lên đúng không? Ồ nguyên cái nhà bên kia lộng kiến không kìa chị. Ai đó cái nhà. Quá trời đẹp luôn, đẹp tuyệt vời. Không ngờ mấy chị em mình được đi tới đây thôi. Tham quan đó, chụp đứng ở đây nè, chụp ánh sáng. Dạ. Đâu hết rồi, mọi người đi đâu hết rồi, tản lạc đâu hết rồi. Quá trời đẹp luôn chị ơi. Đây là mình chụp ở đây. Về rồi đó con. Đi chụp được nè, không thấy nào. Mấy cái tàu này nó từ ở đâu rồi? Mấy tàu này mình đi xuống từ chắc ở bên đó quá hả? Ừ, thấy túc xa 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 lắm về sao? Sau đó mình phải đi bọc qua cái cầu bên đó. Dạ xa lắm, từ đây tới đó mình xa lắm. Ở ngoài đó là du thuyền, buổi tối mới có du thuyền. Cái thuyền này thì mình đi hoài mình biết rồi. Đi đằng kia là cái gì? Chị đằng đó rồi kìa, đằng đó kìa. Lòng này nó đổi màu á. Bây giờ màu sẫm rồi đó. Nãy màu cam. Ừ, đổi tới 7 màu. Đó giờ màu. Đó đó đổi rồi kìa, đang đổi kìa. Giờ màu xanh lên. Đó nó đổi màu 7 màu. Xanh rồi đó, tới màu xanh rồi đó. Giờ tới màu xanh rồi. Cái du thuyền này của mình chạy xa lắm á, chạy tới cái đầu cầu đằng kia. Dạ đúng rồi, tới cái đầu cầu. Nó chạy xe tàu không, đâu có người đâu đó. Dạ. Giờ lên màu xanh lá cây. Quá đẹp. Quá đẹp luôn nữa. Ngay bạch chiếc cầu vòng thôi. À, đằng này chạy qua, đằng kia chạy lại. Nhiều du khách lắm nghe chị. 4 chiếc á cô. Tại nghe cầu Vồng này là nổi tiếng rồi, nghe cái bãi này là cái bãi này du chiếc, thuyền này đó. Hai chiếc đúng không? Dạ. Quá trời. Đẹp tuyệt vời. Biết chị mình đem cái vỏ nhỏ mình lên đây mình chạy đua. Mình cũng đi theo luôn ha. Người ta đi cái đó mình đi vỏ hả? À, đúng rồi, đi vỏ. Ồ
Ôi, nó tốt cái sáng đèn gì kìa. Nó, thấy không? Mà chiếc ở ngoài này đẹp không? Chiếc này nè. Chiếc màu hồng. Ừ. Nó đẹp xanh hơn á. Nổi nha. Ê, sông Hàn. Cầu Gồng sông Hàn. Để chữ luôn đó hả? Đúng rồi, để chữ kìa. Mình không có biết đọc chữ. Chỉ là mình biết xem thôi. Quá đẹp. Cái ông kia. Dạ, Gồng nó đổi màu rồi kìa. Đổi màu. Còn khúc chưa đổi. Còn khúc chưa. Đây là cây cầu Gồng, một trong những cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng. Cây cầu bắt đầu đổi màu lại rồi đó. À, đổi tới 7 màu lận. Bây giờ mình đi đi vô chợ đêm. Đi chút ơi. Đi đi chị ba. Chụp hình đã hết rồi, hết pin chưa? Vui quá à. Chụp hình vui. Rồi mình tới chợ đêm Sơn Trà kìa chị. Đẹp quá chị ơi, quá đẹp. Trà hả? Sơn Trà. Hả? Đó, mấy dép đó. Dép nhỏ người ta. Dép nít đó. Dạ. Nhà mình đâu có dép, đâu có ai nhỏ đâu. Đồ bán quá. Dép bằng cái chiếu á, mình mang cái là nó bị bung nước. Em với ruộng em mang dép này em bị bung nước à. Ừ. Đâu có được đâu. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Một bát một rồi. Dạ, dạ. Đi một bát một rồi. Dạ. Nước vô là nó dở lên như cái như bánh là, như lợn. Tại vì mình đi dưới trời mưa cái bắt đầu sình bùng dữ lắm. Mày mới cần ơi. Giữa khách mẹ ấy là nó móc qua tao luôn mà tao móc lại hay vậy? Anh ơi. Ngộ vậy hả chị? Ừ. Phải ôm ngay trước. Dạ. Bỏ con nhỏ kia kêu quay giữa khách lại kìa. Em ơi. Dạ. Trời ơi chị ơi, mua cây cài có cái sừng kìa chị. Dạ đẹp chứ. Cây cài có sừng ấy. Chị dám đeo không? Chị đeo từ đây về tới nhà em tặng chị cài có cái sừng. Tới nhà nào? Tới nhà mình ở dưới quê á. Chơi luôn đó. Qua đây. Nè nè, bên đây, qua đây. Qua đây. Qua đây. Hả? Không, mua cài có cái sừng. Mua cái xài cài có cái sừng tặng chú Út. Chú Út tội về tới nhà. Đâu, cài có sừng là cái nào? Đây nè. Nè. Trời ơi, chú Út ơi, nó quen mé đó chị. Đừng có đâu, nó người lớn mất măng. Trời ơi. Người lớn lắm nha chưa? Cái này một cái bao nhiêu vậy à, em? Người ta thách thức dạ. Là hả? Đeo về tới nhà. À, bớt cho nhà mình còn 40 à. À. Đẹp gái ba bớt chút đỉnh nữa được không? Dạ không được đâu. Bớt thân nó được không? Nhưng mà có gương này đỉnh nữa. Bà gương cho mày massage. Dạ đúng rồi, massage toàn thân rồi. Đẹp quá. Sao muốn tội về tới nhà không? Cái loại này nè, nó được hơn nữa chị nè. Để không bảo. Được hơn nó ăn vào nhiều hơn. Cứu tôi. Không thì mình thấy dùng cái loại này nè, nó sẽ gồm 8 đầu. Như thế này nè. Dạ, nhà mình muốn ai muốn thử à? Ai thử cũng được hết á, ai thử. Chốt cái đây đây chốt. Như này nè, cái này nhìn này cho. Đó, nó sẽ như vậy. Đúng rồi. Thả chú ta. Có người massage luôn. Dạ đây là vai gáy. Còn đây, cái sẽ review cho cô xem. Tại vì nó gồm có 8 đầu. Tương đúc với lại 8 đầu khác nhau. Nên này là phải mướn người quảng cáo thôi nha. Nha. Dạ, có cái này nó sẽ là massage cơ, cơ tay và cơ chân như này ạ. Đây là cơ tay cơ chân. Thêm không chị? Tại bữa nay mình tắm biển mình ta đi massage cái chỗ nó khỏe. Đây là cơ lưng cho cô. Không sao thì mình tới đây thì mình thử cái nào thử. Thử cho biết phải không? Dạ, thì mình biết thôi. Đây là sẽ là cơ lưng. Rất là lâu luôn. Này mình xài pin hay xài điện? Dạ xài bằng pin. Ôi già nó khỏe. Trời ơi có tinh thần lại đi rồi kìa. Có tinh thần lại
có nhiều loại được khác nữa. Dạ. Rồi, vậy cảm ơn nhiều. Cảm ơn nha. Dạ, không sao ạ. Im cái lực. Đi mọi người đi nè. Đi chị ơi. Là đá thì má. Đá thì má sao mua. Bánh vô. Mày nghe khoan chút đi. Vô mạnh lên. Bánh điên, bánh điên. Không, đừng làm hết hồn. Đừng làm hết hồn. Wow, mất tiêu. Cho cố lên chị em ơi. Wow, trời ăn hay quá vậy. Mất tiêu rồi, mất lạ rồi. Đây. Cái này một cái 50.000 tám tiêu à. 50.000 tám tiêu. Là phát 50.000 đấy chị ơi. Dễ có quà hơn. Chị làm nơi đây, 50.000 dễ có quà hơn. Chị sao bắn thử một cái rồi nè. Umato. 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 Ê mày là trời sao, trời sao tao chịu. Chị ơi, lần đầu chị đưa tiền nè. Không, chị đưa rồi nha. 8 tiêu. Chị ơi, lúc đầu đây 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 bắt đầu phóng. Mày nó nhắm mắt phóng nha. Bóng là đủ có quà mấy bạn ơi. Cái nữa cái. Rồi, hết rồi. Phóng đi, phóng đi, phóng đi. Cái mình có quà gì không? Có, có cái gì đâu. Gì chưa đưa tiền chưa? Lúc nào chơi chưa đưa tiền. Không, mình nổ được cái rồi, có tiền có được cái gì không? Một cái cũng quà luôn kìa. Đây, tay một khóa. Nó có nhiều quà càng lớn. Thôi, chị đỡ con khác nha. Ok, ok. Con mèo, con mèo. Đi. Chỗ hả? Đi lại chỗ kia đi. Thôi đi đi chỗ cái này không hay được đâu. Tao tháo lỗ đâu có phải. Một cái này mình đi chỗ khác, mình đi chỗ. Hả? Cái gì? Không không được. Cho nó tiền chưa? 50.000 bao tiêu mà chị. Ok. Ngoài em mua tao hai ba cái rồi mà nó tóc nhiều quá nó cái gì đâu mà nó tóc tay đen rồi con đó hả. Đen dễ mặc đồ. Đen dễ mặc đồ, ta mặc đồ đen. Nâu, nâu mà đi tu hả bạn? Đây nhiêu cái rồi bạn? 25. Wow, đẹp dữ vậy. 25, 20 quá. Dạ. Mạng cây nhiêu chị? Dạ, nè, chị lấy cây. Hả? Cái to là bự lắm, còn cái nhỏ là 35. Cây này nhiêu? 45. 45 hả? Đừng gọi mà đẹp. Cảm ơn rồi. Chị mới lấy qua đó là chị qua cây nhỏ nó vừa. Chị hả? Cây nhỏ đẹp hơn hả? Nó vừa tải hơn đó chị. Vừa tải hơn. Cái này người ta hãy không còn người ta hãy chừng lên tương mới đẹp. Cái nhỏ 35 đẹp 30 đẹp. Rồi, cảm ơn luôn, chúc mau mau bắn đắt luôn. À. Đi đi đâu? Đi ngồi rồi. Ê, có chừng lạc nha. Đang ăn đâu? Ủa đây nó bán cái mâm nhiều à? Ngộ ha. Cái này là đến mâm á, cái mâm kiếm như cái xì của mình à, đi qua là cái này khác ngon á. Tại nó có để mấy cái này. Để nồi cơm, để này để đẹp quá chị ha.
Ở đây người ta massage 100k 30 phút, 200k 60 phút, 100 ngàn thì 30 phút, 200 ngàn thì 60 phút. Vô. Đây, uống nước hả anh? Vô uống nước. À, vô uống nước. Dạ. Ai đó cũng ăn hết. Ăn không no đâu. Không, em ăn vậy là được rồi. Không, mọi người thì sao? Ở đây có sâm tầm kìa, ăn không? Trong dầm, tầm dầm. Hả? Sâm tầm. Của Thái Lan. Em chưa biết cái đó bao giờ. Em không biết ạ. Dạ. Nó cái cối gì nè, nó bỏ vô nó đâm. Dạ. Quá đi chị ơi. Kêu gỏi tâm tầm gì đó. Không, em bán ở đây thôi, chị em bán ở đây thôi ạ. Vậy là chị đó, chị bán nước. Uống gì kêu chưa? Ai ăn gì thêm ly kem bơ của mình quá trời ngon luôn. Ở dưới này có bơ, dưới này có sữa, có nước đá, rồi thêm cái này là cái gì em không biết nha. Chúng ta lát lát hả? Cái gì vô đó? Hạt dẻ, hạt dẻ hả? Nó sắc lát lát. Ngon nha. Chị Út uống nước mía hả? Ta lên đây người ta phải thưởng thức cái món gì ở dưới quê mà không có. Phải không? Ăn này tôi sợ mập. Nhìn thấy cái ly là ngon ha. Rồi mời cả nhà ăn thử kem bơ. Quá ngon đúng không? Tuyệt vời. Ăn cho thèm luôn. Rồi cảm ơn em luôn. Cái này là kêu cơm cuộn, cơm cuộn, cơm cuộn. Cái này ở ngoài này là rong biển, rong biển là tới cơm với trứng của cà gót. Rồi cái này là lạc, không phải lạc xưởng, xúc xích với dưa leo. Cái đó em biết làm. Ngon không? Cái đó mình nhờ. Cái này á mình khứa gì cái mình chiên á, bỏ củ mai vô ăn cũng ngon lắm. Đây là gỏi Thái sông tầm. Có cái gì thì em chưa biết luôn, nhưng mà em thấy có ba khía với cái này là đậu đũa, đậu đũa. Cà chua. Cà chua. Rồi mời cả nhà ăn thử luôn. Cà phê sữa chị ơi. Dạ rồi, để tôi cảm ơn chị. Này gỏi hả? Gỏi, gỏi. Gỏi Thái sông tầm. Thái đó nha, ăn thử thì ngon quá. Chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Ngon mà cay ha. Em nghĩ là cái này là củ cải trắng đó chị ơi. Phải không? Đúng rồi. Củ đủ. Củ đủ với củ cải. Củ cải trắng với đu đủ. Cái cầm đỏ đỏ là đu đủ nè. Cái này, là, cái này là canh nè. Phải không? Đúng rồi nè. Đúng rồi, đúng rồi, em nói gì đâu. Để xích tới đây cho mọi người cùng ăn đi. Giờ mình uống sinh tố xong rồi, giờ mình đi một vòng nha. Anh ngồi đây phải không? Không, anh ngồi đây tí xíu mình trở lại. Chị đi vòng chơi không? À, tôm. Có con gì ngộ vậy? Cái này là con tôm nè. Con tôm gì? Tôm hùm hả? Con tôm hùm. Con này 1,2 triệu, con thì 900, con tới 700. Một con hả? 1 ký hay gì, hai con em không biết. Nè bán đồ ăn giặt. Nhân viên ăn được gì không ạ? Cảm ơn. À, cái gâu con mực tuột quá trời bự luôn ha. Cái này một con cầm một cái gâu con mực tuột thôi mình ăn đã no rồi đó.
Mình đi tham quan đồ ăn. Đây bán đồ biển, dạ. Tôm hùm. Nhưng mà hải sản lấy xem đi cô ơi. Trên này tối. Trên này tối rồi đó. Ở khu vườn này người ta bán toàn là tôm hùm không? Một set là 600 ngàn. Tôm mực bạch tuộc mà nấu lẩu còn ba tôm thì mình nướng ba vị phô mai bơ tỏi sa tế. Dạ. Nguyên một mâm 500 700 có giá, chứ ai muốn ăn cái giá nào thì ăn. Dạ. Lẩu dạ. Ở đây cũng có cơm lam nữa nè. Cái này tặng cho mình chỉ hồi 6 tuần. Có, em đang thấy mà. Điểm xin là bao nhiêu mà? Cái này mình đi tham quan cái chợ thôi, chứ buổi tối này mình ăn ăn xong rồi. Cái này là bánh khọt tôm. Gỏi cuốn cái gì tùm lum hết. Một dĩa. Bánh tọt khôm, tôm, bánh khọt trứng. Có mực nè, mực lướng nè. Cái ăn khoai tây không? Không, mình đó không? Khoai tây đó không? No rồi. No rồi hả? Mực hay gì? Dạ, mực này là 100 nghìn một con. Mực cao có gì? Một trăm mực câu. Mực câu hả? Mực câu mềm. Nó câu mềm. Mùi ơi. Cái mực câu hay không câu em cũng không có biết. Mua tụi nó nhậu. Dạ, vậy à? Hả? Mua mấy con? Ba con cho nhậu chứ một con ai nhậu. Bây giờ này ai đâu nhậu nữa? Mấy bốn năm anh kia á nhậu. Đó kia. Không đem về cho tụi nó nhậu. Nướng giùm luôn không? Ờ nướng. Lấy ba con. Mềm phải không? Không mềm đem ra trả không? Ăn nha. Có quay mà phải không? Dạ. Cái đó là cái bánh à. Dạ, bánh tráng nướng này là bánh tráng nướng. Dạ. Bánh tráng nướng. Ăn không? Em thử không? Em thử một cái vậy. Rồi lấy thử một cái bánh tráng nướng nè. Lấy cái gì một bánh tráng nướng là đặt luôn đây. Chỗ này gì dài vậy? Cái gầu. Lâu rồi mình tuột đó vậy. Cứng rồi, cảm ơn nhiều nha. Chúc hoa bán đắt luôn. Rồi. Rồi. Thì giống ngốc quắn với mình quá vậy. Video đi chợ đêm của mấy chị em đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Đi về chơi, nạp năng lượng ngày mai đi tiếp. Vui quá ha.